khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Cứ vào quý tư hàng năm, không khí mua sắm của mỗi gia đình trở nên sôi nổi hơn, đặc biệt trong việc sửa sang, sắp xếp và mua sắm đồ dùng cho gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tìm kiếm những cơ hội mua sắm tốt, đặc biệt là những sản phẩm hàng hiệu, bởi cuối năm cũng là dịp các hãng tung ra nhiều chương trình hấp dẫn và có nhiều lợi ích cho các gia đình. Chuyên mục tư vấn tiêu dùng ngày hôm nay thông tin về một chương trình như vậy, đó là chương trình khuyến mại mang tên Phong Tàu Special do công ty Gistan, nhà phân phối độc quyền thiết bị gia dụng đến từ Pháp, Bron triển khai. Với chương trình này, khi sắm sửa cho gia đình với một trong số các sản phẩm của thiết bị gia dụng Bron, các gia đình có cơ hội nhận tiền mặt hay quà tặng chính hãng từ Pháp. Hình thức mua theo đơn hàng, khuyến mại theo bộ sản phẩm thì tổng giá trị quà tặng và tiền mặt lên tới hơn 40% giá trị. Đây là chương trình được tổ chức tại tất cả các showroom chính hãng, siêu thị điện máy, trung tâm mua sắm, các đại lý chính thức trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016. Vậy Bron là gì và chúng mang lại những hữu ích cho cuộc sống của các gia đình Việt? Chương trình ngày hôm nay có thêm một số thông tin về nhãn hiệu này. Bron là hãng thiết bị gia dụng lớn của Pháp, có hơn 100 năm kinh nghiệm với cam kết trân trọng con người trong từng thiết kế. Hiện nay, nhãn hiệu này có mạng lưới được phủ rộng trên toàn thế giới, sở hữu 7 nhà máy văn phòng có trụ sở tại Pháp và Algeria, 6 công ty con tại châu Âu, châu Á và Bắc Phi, 2 nhà máy lớn tại Pháp, 1 khu công nghiệp tại Algeria, 2 trung tâm nghiên cứu và sáng chế tại Pháp, 1 trung tâm chăm sóc khách hàng. Năm 2011, Bron trở thành nhà sản xuất thiết bị gia dụng đầu tiên được gắn nhãn The Friend Origin Guarantee do tổ chức Wego Vectiat chứng nhận đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm sản xuất tại Pháp. Bron được cung cấp trên toàn thế giới thông qua các nhà phân phối độc quyền thương hiệu đạt chuẩn của Pháp. Ở Việt Nam, Bron do công ty Gistar phân phối. Với các gia đình ở các nước cũng như các gia đình Việt đã và đang sử dụng các thiết bị Bron, họ chia sẻ một số lý do lựa chọn nhãn hiệu này như sau. Đây được xem là một chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị gia dụng giàu kinh nghiệm trong lịch sử phát triển thiết bị gia dụng trên thế giới. Là một nhãn hiệu có uy tín, thân thiện với người tiêu dùng, mang đến những phát minh hữu ích cho xã hội, nâng cao chất lượng và tiện nghi cho cuộc sống. Ý nghĩa của Bron được hiểu rộng rãi là sẽ luôn đồng hành cùng bạn dài lâu. Chuyên gia Bron với triết lý sáng tạo và sản xuất là luôn cam kết lâu dài về bảo vệ môi trường. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Pháp với 5 trung tâm nghiên cứu và sáng chế đặt trụ sở tại Pháp. Chuyên gia Bron liên tục nghiên cứu sáng tạo và cho ra đời những sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu cuộc sống của các gia đình. Đây là thương hiệu rất gần với tất cả mọi người với sự hiện diện tại nhiều nước trên thế giới thông qua các công ty con và các nhà phân phối độc quyền. Với các phát minh lấy con người làm cốt lõi, các sáng chế thiết bị gia dụng của chuyên gia Bron được đánh giá là giúp cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình dễ dàng hơn. Các chuyên gia Bron thường nhận giải thưởng cho sự vượt bậc trong công nghệ. Bron chính là bạn. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã giúp cho các gia đình có thêm thông tin về cơ hội mua sắm các sản phẩm chất lượng với nhiều ưu đãi, đặc biệt là tìm hiểu rõ hơn về một nhãn hiệu thiết bị gia dụng cao cấp đang được rất nhiều gia đình Việt yêu thích hiện nay.